Rồi anh chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Trong cái video ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái video mà theo như dân giang hồ người ta hay nói là tăng tốc máy tính để chơi game. À thì từ trước giờ các bạn thấy là mình thường hay nói là chả có bao giờ có chuyện tăng tốc đâu mà chỉ là tối ưu tất cả những cái phần mềm lại với nhau và à, làm sao đó để chúng ta sử dụng máy tính được một cách thuận tiện hơn mà thôi chứ chả có cái gì gọi là tăng tốc cả nhưng mà trong cái video ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái video về cái vấn đề này nữa và mình cũng cứ tạm gọi là tăng tốc máy tính đi theo như dân gian hồ hay gọi như thế nhá à, thì trong quá khứ ấy cũng có một số video mình đã làm về vấn đề này rồi nhưng mà trong video này ấy, nó sẽ có cái điều thú vị đấy các bạn cứ coi hết đi là sẽ biết nhá Rồi thì à, hiện tại đây là mình đang có một cái máy ảo chạy Windows 10. À, bởi vì là mình không có test game, mình chỉ làm những cái bước mà Giang hồ người ta hướng dẫn cho các bạn để các bạn tăng tốc PC để chơi game mà thôi. Cho nên mình sẽ làm những cái bước này ra để cho các bạn nhìn thấy. Thì đầu tiên là các bạn à, chuột phải ở cái thanh Taskbar, đúng không? Các bạn chọn là Task Manager. À, tại cái Task Manager này ấy, thì ở cái phần Process này, bạn sẽ coi xem là cái phần mềm nào đang chạy mà nó chiếm nhiều cái tài nguyên máy của bạn đúng không à, chiếm nhiều tài nguyên máy của bạn chẳng hạn dụ như là cpu nhiều ram nhiều ví dụ đây mình đang chạy cái microsoft s này nó nhiều đó thì mặc kệ đi tại vì mình đang có công việc cho nên là thôi kệ đó không tắt còn nếu như cái nào mà bạn cảm thấy là không cần thiết ấy, thì bạn sẽ end task nó đi đúng không chẳng hạn dụ như cái anti này Đấy, bạn có thể là end task nó đi đó ví dụ là thế Nhưng mà thằng này nó không phải cho nên là không ăn được nha <laughs> demo vậy thôi rồi qua bên performance này, à bên uh, start up này chứ các bạn. Các bạn qua phần start up này. Ví dụ cái nào á, mà các bạn cảm thấy là không cần, ha không cần khi mà khởi động cùng win thì bạn tắt đi. Chẳng hạn ví dụ như đây này, mình uh, có cái thằng OneDrive này, thằng này nó high impact luôn bạn thấy không? Start up mà nó high impact luôn có nghĩa là nó nó sẽ ảnh hưởng rất là cao đến cái máy của bạn ấy. thì bạn disable đi. Đó, những cái này thì đều là những cái chiêu mà giang hồ người ta hướng dẫn các bạn. Đó những này quỷ vậy disable luôn. đó. ví dụ là thế. đó hết đơn giản vậy thôi. còn thằng nào mà nó không disable được á, chẳng hạn ví dụ như là này đi. tại vì thằng này mình đang xài máy ảo mà nên nó phải có cái này thôi. À, bạn chuột phải nó này. bạn expand nó ra. expand nó ra thì nó sẽ chạy qua này này. đó. thì bạn coi xem là cái nào mà nó không cần á, thì disconnect nó đi. vậy thôi. ha. về bên cái phần service này cũng vậy. cái service nào mà bạn không xài á, thì bạn cũng chọn nó rồi bạn stop nó đi thôi là xong đó chỉ đơn giản là như thế đây là những cái bước đầu của cái phần mà gọi là tăng tốc cái tiếp theo mà giang hồ hay làm đó là người ta sẽ mở cái display này lên và người ta sẽ kêu các bạn là tối ưu cái ổ cứng tối ưu ổ cứng bằng cách là chuột phải nó đúng không property rồi property xong làm gì tiếp theo this clean up <laughs> đây là cái việc muôn thủa các bạn cần phải làm đúng không this clean up chọn tất cả những cái quỷ này đó, đây là cái việc môn thủ cần làm nó rất là đơn giản đúng không những cái là đúng các bạn nha không phải sai đâu cái này mình không phải là mình nói để mình đả kích gì ai đâu cái này là hoàn toàn đúng và các bạn nên làm đó, đó các bạn sẽ đi clean up nó đi đó vậy là xong các bạn đã tối ưu cho cái ổ cứng của bạn nha sau khi xong bắt đầu qua phần thu bắt đầu là bạn sẽ đi wrap cái ổ cứng optimize đấy optimize nó chạy dẹt 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 trăm phần xong đấy cho nó optimize cái cái ổ cứng của bạn nha đó nó sẽ optimize và nó sẽ đi mình có nghĩa là nó sẽ à, chống phân mảnh ổ cứng ấy thì cái này nó khá là lâu cho nên là mình sẽ tạm thời stop lại nha chứ không thôi nó mất thời gian các bạn lắm stop lại đi còn các bạn làm là các bạn phải chờ cho nó chạy xong nha đó vậy là chúng ta đã tối ưu được cái ổ cứng à, tạm gọi là tăng tốc của ổ cứng đi ha à, rồi tiếp tục các bạn sẽ làm gì nữa các bạn sẽ tạo ram ảo đúng không set ram ảo bằng cách là cũng mở cái này lên đi rồi chuột phải vào cái disk PC này chọn property sau đó bạn sẽ chọn là advan đúng không Advanced đây bạn chọn cái setting đầu tiên này bạn sẽ qua Advanced và bạn chọn trên ở đây trên ở đây set ram ảo này thì cái này đang để automatically bạn sẽ tắt này đi và bạn xuống cái phần là custom size thì set cái ram ảo này nó sẽ phụ thuộc vào cái ổ cứng của bạn nó còn trống nhiều hay trống ít chẳng hạn ví dụ như mình nói ở đây bạn coi này ổ c của mình đang trống ở đây là còn tới 40 chục nữa thì nếu như trên máy của bạn có nhiều ổ cứng trống á Thì bạn có thể dùng bất cứ ổ nào để bạn làm RAM ảo Nhưng mà thường là nên Nếu có SD thì dùng SD làm RAM ảo cho chạy nhanh ha Chẳng hạn như ở đây mình còn 40GB free Thì mình có thể dùng 40GB này để làm RAM ảo ha Và các bạn set RAM á Các bạn để ý cho mình á Ví dụ như ở đây mình đang có 4GB RAM này Thì mình set RAM ảo Còn nếu các bạn có 8GB RAM trở lên rồi thôi Đừng set nữa Bởi vì lúc đó nó không cần thiết nữa đâu Nó vô dụng rồi Không cần thiết nữa nha à, Ví dụ ở đây mình có 4GB RAM thì các bạn nên xét thêm 4 gb nữa luôn chứ đừng có xét là 2 gb hay 1 gb nó mất công lắm có 4 gb xét 4 gb nữa luôn để cho nó chạy cho nó gấp đôi lên cho nó mặn thì à, uh, xét ram ảo rất là dễ các bạn chỉ cần tính cho mình như sau này các bạn uh, mở máy tính lên à các bạn nhìn này nhá 4 gb có nghĩa là 1 gb ram có nghĩa là bằng 1024 m thì bạn sẽ lấy 4 nhân cho 1024 bằng 4096 có nghĩa là 4096 m thì bạn làm như này ấy, nó với đúng được cái dung lượng là 4g còn nếu mà bạn đánh số 4000 vào ấy, là nó không có đủ là 4g cho bạn đâu nha thì bạn sẽ xét như sau này bạn trên ở đây cái đã, đã ra đây đúng không cái số đầu tiên bạn chắn đánh, đánh vô bạn đánh là 4096 là cái số RAM mà bạn mong muốn được xét uh, ra ảo rồi cái maximum ở đây này maximum đây ấy, là bạn muốn cho cái ổ cứng của bạn nó nó set đến bao nhiêu thì dừng lại chẳng hạn chẳng hạn như ở đây mình đang có 40 gb free mình chỉ muốn là nó xét đến 10 ghi thôi là phải dừng lại chứ không thôi nếu mà các bạn cứ để cho nó hết cỡ là nó cứ chạy khi nào đầy ổ thôi á như vậy nó sẽ nhăn đầy cổ C và máy của bạn nó sẽ bị chậm lại nó không những không nhanh nó còn chậm lại ví dụ ở đây mình sẽ để cho nó là khoảng 10 ghi thôi 10 ghi nha 10 ghi mình tính đây luôn đi à, 10 à, 10.000 à, 10 chứ nhân cho 1024 bằng 12 40 đúng không? Mình đánh vào. 12 40. Đấy dụ vậy. Bấm set pack. Rồi ok. Ok, ok. Đó, bây giờ bạn reset máy lại là coi như là xong. Đó. Rồi, tiếp tục là những cái bước khác chẳng hạn dụ như là control panel đúng không? Control panel rồi chỉnh uh, trong cái phần là power option. Đấy, power option thường là như thế này. Rồi cho nó hai performance lên đúng không? Rồi trên setting tắt những cái này đi tắt những cái này đi rồi vào trên advanced rồi uh, turn off hạt disk thì để bằng không cho nó khỏi tắt ổ cứng rồi về phần cpu này cpu thì uh, đâu rồi processor the processor uh, tại vì cái này mình đang chạy máy ảo còn nếu mà máy thật ấy, thì nó sẽ có cái phần là min và max thì min thì bạn để bằng không và max bạn để 100 thì chạy hết lên đó vậy là bạn sẽ uh, tăng tốc được về cái phần mà performance của cái máy rồi và một cái cuối cùng nữa là các bạn phải luôn luôn update cái driver của bạn lên, cập nhật cái driver cho cái máy của bạn bằng cách là chuột phải ở đây đúng không? Chọn device manager này. Đấy và những cái driver ví dụ như driver cạc hình rồi driver âm thanh nói chung là tất cả những cái driver trên máy của bạn bạn luôn luôn phải update nó lên update driver đây nếu có internet thì cho nó search tự động update lên qua cái internet còn nếu mà không á muốn chắc ăn thì bạn sẽ vào trang chủ của nó bạn download cái driver về bạn cài vào thủ công như vậy là chắc ăn nhất còn không nữa bạn có thể sử dụng những phần mềm mà cài driver tự động chẳng hạn ví dụ như là driver booster 3d chip one driver gì đó để cài vào À. Rồi thì à, vừa rồi các bạn thấy là mình đã làm tất cả những cái bước mà dân hồ người ta hay làm để gọi là tăng tốc máy tính đúng không? Các bạn thấy là nó cũng có khá là nhiều bước để chúng ta phải làm. Thì nếu như bạn nào làm quen rồi thì cũng chỉ vài ba phát tích chuột là xong ngay. Nhưng mà nếu bạn nào mà mới làm thì nói chung là cũng phải rườm rà lắm, phải xem kỹ video hướng dẫn rồi thế này thế kia để làm. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một tuyệt chiêu này, chỉ cần một phát một thôi một click thôi là ăn ngay vô Ok các bạn thì đây là cái máy thật của mình Đây là máy ảo và máy thật nha Thì từ lúc nãy giờ là mình làm những cái bước mà giang hồ chỉ cho các bạn gọi là tăng tốc máy tính để chơi game đó Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn một click thôi Bằng cách như sau nè Bạn mở trình duyệt lên Bạn tải cho mình ở đây cái phần mềm Nó có tên là Smart à, Game Booster nha Smart Game Booster đây bạn vào cái trang này, này Smart Game Booster. Đấy. Rồi, phần mềm này sẽ giúp cho bạn bạn nhìn thấy không? Ở đây người ta có ghi sẵn nhá. Optimize your PC in second. Boost FPS and display FPS in game. Monitor CPU and GPU temperature free up more space for your game. Có nghĩa là nó làm tất tần tật đủ mọi thứ các cái luôn mà nó bao gồm những cái việc mà từ nãy giờ các bạn đã làm rồi ha thì ở đây ấy, nói trước là mình không phải là mình hai cho cái phần mềm mà là mình cảm thấy cái phần mềm này nó nó quá tiện lợi đi cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn làm cho được nhanh chóng hơn và tiện lợi hơn mà thôi thì các bạn chỉ việc là click vào free download đây thôi nhá thì cái này ấy, nó sẽ có hai phiên bản một phiên bản là free và một phiên bản là thương mại và thông báo các bạn luôn là bản free này các bạn tải về ấy, trả được cái quỷ ấy cài vào không sử dụng được bất cứ một cái gì luôn các bạn bắt buộc phải sử dụng bản thương mại thì các bạn yên tâm đi thương mại bây giờ các bạn lên google ấy, các bạn đầy nha các bạn cứ lên google ấy thì đến lát nó mình sẽ chia sẻ các bạn luôn để các bạn chỉ việc lấy về xài thôi nha rồi ở đây thì mình đã tải về sẵn rồi để khỏi mất công chờ tải về mình cũng tải bản mới nhất đây đây luôn đấy rồi mình cài vào trước nhá smart game booster này setup yes rồi cứ cài vào đây các bạn accept nha à, uh, next next cái cho nó cài bình thường rồi chúng ta finish mở lên rồi này kệ nó đi tắt nó đi thì các bạn nhìn này nha uhm. khi mà các bạn cài vào sau các bạn thấy nó có phần boost boost nghĩa là tăng tốc và cái này là tăng tốc toàn hệ thống máy tính luôn bên này có phần magic magic này để nó đo hiển thị nhiệt độ cpu nhiệt độ của GPU à, của máy tính của bạn lên hard disk, nhiệt độ hard disk à, motherboard fan đồ này ghi hiển thị hết lên đây nha rồi driver giúp bạn update driver à, hay hãy đã không hãy à, update driver này à, trên máy của bạn có những cái thứ gì mà nó cần phải update driver update hết thì ở đây bạn thấy không nó đang nó đang muốn mình là phải update driver của card onboard lên này card màn hình onboard lên và driver của à, âm thanh Đấy nó cần mình update này lên Còn về à, những cái này là nó có hết rồi Không cần nữa À xin lỗi các bạn Đây là Intel Display Audio Có nghĩa là à, cái phần mà của à, Cái cái cạc à, HDMI Ở trên cái motherboard các bạn nha HDMI á Rồi Utility này giúp cho các bạn Có thể là tối ưu những cái phần khác Đấy Thì các bạn nhìn này nha Bây giờ mình làm thử một cái thôi Boost là tăng tốc tần diện máy tính này Bạn click vào đây đúng không Super Boost hoặc là click vào đây cũng được, bấm vào. Nó bắt bạn lên bản pro. <laughs> nó bắt bạn lên bản pro này. Đâu xài được đâu. Bạn nhìn này nhá, trong cái list này của nó này. Bản free này chả có nào xài được hết. Xài được mỗi cái này là Basic Boost PC System for Best Performance. Đấy, cái này. Và một cái là update a à, outdated graphic driver. Chỉ mỗi vậy thôi, chả được cái gì cả. Và những cái phần mà boost boost này thì chả xài được gì hết. Thôi thì các bạn yên tâm đi, mình sẽ để lại uh, key cho các bạn để các bạn click vào nhá. Đây các bạn bấm vào I uh, already have a code này, click vào đây. Rồi. Mình sẽ bật cái key này lên các bạn copy cái key này vào nhá. Cái key thực ra mình lấy trên Google thôi chứ cũng không phải của mình đâu. Đây. Paste vào đây các bạn crystal. à, ah, successfully không? Ok. Và này nó cho bạn xài cái 63 ngày à. 63 ngày thôi nha không được nhiều đâu thì thì mình nghĩ 63 ngày chắc cũng đủ rồi Nếu mà các bạn chơi game chắc mình nghĩ chắc 63 ngày chắc các bạn chơi bét nhà cái máy ra rồi đến lúc đó thì có gì cài lại nha cài lại lấy 63 ngày được rồi. rồi, close rồi, tắt đi. Đấy, bạn thấy không? ngon rồi nha nó bật super boost lên này đó thì ở đây á các bạn có thể là boost cho từng từng loại game ví dụ bạn chơi game gì thì bạn add nó vào rồi bạn thêm cái đường dẫn của game đó và bạn boost chẳng hạn ví dụ như mình boost cho thằng Battlefield 5 đi mình khoái chơi nhất là Battlefield 5 cho nên mình sẽ boost cho nó ai game Battlefield 5 install đây Battlefield 5 open ok hãy nhìn này nha đây mình sẽ boost cho nó này bấm vào đây một phát boost uh, ok I get it bút lên Đấy bút ghê chưa đó, bắt đầu đang bút lên này rao 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 nó sẽ mở cái game lên luôn các bạn nhé nó mở game lên luôn đó, nó mở cái game lên để chơi luôn đó nó sẽ mở game lên để chơi luôn nhưng mà mình sẽ mình sẽ không có chơi mình sẽ không có chơi các bạn nhé mình để đây thôi cho các bạn coi này à, sẽ bút lên thì ở trong đây nó sẽ làm được những cái việc gì bạn nhìn này Uh, cái này có nghĩa là đang chạy game bạn nha đang chạy game đó uh, này nó sẽ stop đi những cái service vớ vẩn vớ vẩn mà không sử dụng đó thấy chưa là những cái service mà stop đây này cái process nó stop rồi cái service mà nó stop này 13 cái service không xài nó sẽ stop đi đó rồi nó optimize ba cái ba cái gì đây clean ram làm sạch ram clear clipboard làm sạch cái bộ nhớ đệm những cái mà bạn giống như là bộ như tạm ấy bạn copy c copy v, uh, control c control v ấy đó rồi enable game power solution đấy đầy đủ hết thì đây tất cả là những cái bước mà lúc nãy bạn làm đó thì bây giờ nó đã nằm hết đây rồi thấy không rất là tiện vô cùng và bạn thấy không nó optimize cho từng cái game chứ nó không phải là ấy còn nếu như bạn mà muốn chơi cho nguyên cái máy luôn á bạn muốn chơi cho nguyên cái máy luôn á thì bạn sẽ chọn ở dưới cái phần bạn không cần phải chọn cái game mà bạn chỉ cần click vào đây một phát thôi là nó cũng optimize cho bạn luôn thì bây giờ mình sẽ mở cái phần mà task manager lên chúng ta coi cái phần performance này bạn thấy à, bây giờ cpu nó chạy, uh, mấy Cebu chạy mấy chục phần trăm này cpu chạy mấy chục phần trăm rồi ram ram của mình là 32 mươi thì nó chạy 12 hai uh, à, disk disk thì nó chạy có mấy phần trăm mà không nói gpu thì chạy có hai mấy phần trăm thôi ở đây cái thông số này ấy, bạn đừng có nhìn thấy nó to to này mà bạn sợ có nghĩa là nó sẽ tối ưu có nghĩa là nó bắt cái phần cứng của bạn làm việc làm sao đó cho đầy đủ để nó chạy được cái game thì ở đây mình đang chạy cái game Battlefield 5 này bạn thấy không đang chạy cái game Battlefield 5 là mình không chạy mình cho nó ẩn đúng đây thôi đó cho nên là phần cứng bạn thấy nó sẽ nhỉnh đi thế này nhưng mà không sao cả nha rồi tiếp tục bạn qua phần magic này bạn thấy nó bắt đầu đo này thấy không năng đo này độ nóng của cpu này cái này là độ ép các bạn nhé Độ ép chứ không phải độ C Đấy độ ép thì cái này bạn sẽ Tính toán để cần vượt ngược thằng độ ép này ra thành độ C Ví dụ để mình coi thử coi bên máy tính hình như nó có hay sao á Mình thì mình cũng không có uh, Tính quen ba cái độ độ này Đâu để mình coi coi Đây temperature này Temperature bạn coi này nhá uhm, Độ C này Độ ép này

Hard disk 104 độ F. 104 độ F. Nó ra 40 độ C à? rồi motherboard 100 độ. Motherboard 100 độ. À xin lỗi các bạn. À có 37 độ à. Đấy, vậy là khá là ổn đúng không các bạn? Khá là ổn rồi. Đấy nó tối ưu chúng ta về là khá là ổn rồi. Đấy. Rồi về driver thì bạn có thể update driver lên đúng không? Update lên. Đấy cho nó tải về nó cài vào cho đầy đủ vào. Ngon lành đúng chưa? đó rồi utility là những cái này là ví dụ như là nó diagnostic là nó coi thử xem là trong máy của bạn nó có bị cái gì problem gì không vấn đề gì hay không bạn launch lên cho nó chạy này nói chung là những cái này nó khá là ok bạn có thể analyze Đấy, nó chạy này bắt đầu nó chạy để mình tắt cái game đi nha tại vì test xong game rồi Đấy. tắt game đi phát là nó tụt cái boost lại liền Tại vì nó không cần phải tối ưu game nữa bạn hiểu không Nó không cần tối ưu game nữa, nó tụt cái boost này lại liền, nhưng mà không quan trọng Rồi tiếp tục Hàng này đang update Realtek này uh, Realtek Audio này Update luôn Update Realtek Audio luôn à, Đang download về, update lên này các bạn Đó, rồi về cái phần uh, 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 System Tweak System Tweak Cái này là nó sẽ cải thiện Nó sẽ cải thiện cái performance à, cải thiện cái performance của hệ thống cái performance là giống như là kiểu là cái um, cái kết quả cái kết quả mà của hệ thống nó làm như thế nào nó sử dụng như thế nào đấy thì bạn thấy này ở đây này nó có tất cả những cái thứ này thì những cái này thì mình nghĩ chắc các bạn Google đi nhá chứ cái này ngồi dịch từng chữ thì nó phiền lắm bạn cứ optimize nào để cho nó tối ưu tất cả đấy sau khi xong nó bắt chúng ta phải khởi động mới lại thì mình đang quay cho nên mình nô no đi nha không khởi động lại còn các bạn làm các bạn phải khởi động lại đó còn các bạn không thích thì các bạn có thể restore lại đấy. quay trở lại như cũ đấy bình thường chả gì cả nha nếu mà các bạn lỡ làm mà các bạn không thích nữa các bạn restore lại nó đơn giản thôi rồi về bên cái phần disk -rap này là nó chống phân bản ổ cứng mình sẽ không làm này bởi vì cái này chạy lâu lắm nha đó còn bây giờ các bạn muốn tối ưu toàn cái máy mà không phải tối ưu game đúng không đừng có click vào game click vào đây boost i get it đó, bắt đầu nó sẽ boost lên nó sẽ tối ưu cho toàn cái máy của bạn này đó bạn thấy không? Tối ưu toàn cái máy của bạn. Và như thế này thì cái máy của bạn nó sẽ có thể là nhẹ nhàng hơn. Thì cái này á theo như mình thấy nó sẽ giúp cho bạn tiện lợi hơn khi mà bạn làm những cái việc mà gọi là tăng tốc máy tính hoặc là tối ưu máy tính á. Thay vì những kia thì bạn phải click từng cái từng cái, còn cái này bạn bấm vào một phát một tối ưu toàn cái máy của bạn luôn. Giúp cho máy của bạn nó uh, mượt mà hơn để bạn chơi game nó sướng hơn, đúng không? Đấy, mượt mà hơn. Đấy update driver luôn đầy đủ hết rồi, không phải lo lắng gì hết. đó, thấy ngon lành không? tuyệt vời, chỉ cần một click chuột thôi là xong. đó, thì có gì mình sẽ để lại cái uh, key ở phía dưới, bạn nào cần thì có thể tải về để xài nhé. hello các bạn, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong một cái phần mềm để giúp các bạn có thể gọi là tối ưu toàn diện cho cái máy tính của bạn, tất cả mọi thứ uh, tạm gọi là tăng tốc máy tính đi, để các bạn chơi game cho nó được ngon lành hơn. Thì cái này không phải là mình PR cho phần mềm đâu Nhưng mà tại vì là mình thấy các bạn Mỗi khi mà các bạn làm cái việc này Chúng ta phải qua nhiều bước quá Rất là khó khăn đúng không? Khó khăn vất vả Bạn nào mà biết thì có thể là tạo ra những cái file script Hoặc là những cái file dạng như là Richie ấy Rồi add vô là xong Nhưng mà những bạn không biết thì Thực sự là rất là khó khăn đúng không? Cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn cái phần mềm này để giúp các bạn có thể là làm nó được nhanh hơn mà dễ dàng hơn chỉ cần các bạn thấy đấy một click là xong ngay đúng không rồi ok thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha bye bye xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công